đội trưởng Sergi Roberto sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 giúp Barcelona đánh bại Almeria. Barcelona đang thi đấu không tốt trong khoảng thời gian gần đây, đội bóng xứ Catalan trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không giành được chiến thắng trên mọi đấu trường. Đoàn quân của Xavi rất cần một chiến thắng và họ có cơ hội làm điều này khi chỉ phải gặp nhược tiểu Almeria. Đội bóng xứ Andalusia đang xếp cuối bảng xếp hạng và chưa có được trận thắng nào tại La Liga. Barcelona dễ dàng lấn lướt đội khách và sớm có cơ hội ở ngay phút thứ 7, từ quả đá phạt góc của Rafinha. Sergi Roberto đánh đầu trong tư thế không bị ai theo kèm nhưng thủ thành Massimino đã xuất sắc cản phá. Sự áp đảo của Barcelona được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Rafinha. Phút 33, Gundogan treo bóng vào vòng cấm để Araujo bật cao đánh đầu. Massimino một lần nữa cứu thua nhưng Rafinha có mặt đúng chỗ bóng bật ra, nhanh chân đá bồi. Phút 36, Lewandowski đối mặt với Massimino, chân sút người Ba Lan tung cú đá chìm hiểm hóc. Massimino vẫn đổ người cản phá thành công. Đội chủ nhà đang có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1. Almeria có thể đã vỡ trận nếu thủ môn Massimino không thi đấu quá xuất thần. Thi đấu lép vế trong phần lớn thời gian hiệp 1, Almeria bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 41. Arribas chọc khe loại bỏ hai hậu vệ Barcelona để Baptista xé lưới Iñaki Peña. Trọng tài đã công nhận bàn thắng sau khi check VAR. Barcelona tiếp tục chơi trên cơ đối thủ trong hiệp 2, phút 52, Gundogan đi bóng dũng mãnh rồi chuyền bóng để Lewandowski dứt điểm nhưng chân sút người Ba Lan vẫn không thể có bàn thắng. Hai phút sau, Almeria có pha phối hợp khiến hàng phòng ngự Barcelona bị bất ngờ, Ramagini đối mặt với Iñaki Peña nhưng lại dứt điểm không trúng đích. Barcelona vượt lên dẫn trước lần thứ hai nhờ công của đội trưởng Sergi Roberto. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Rafinha, Roberto đánh đầu hiểm hóc về góc xa khung thành. Phút 70, pha phối hợp không tốt giữa Araujo và Peña tạo điều kiện cho trung vệ Edgar González ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Almeria. Barcelona liên tục uy hiếp khung thành của Almeria trong những phút còn lại, bàn thắng đã đến với đoàn quân của Xavi ở phút 83. Sergi Roberto đón đường chuyền của Lewandowski, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân của Massimino. Chiến thắng trước Almeria giúp Barcelona tạm thời rút ngắn khoảng cách với Girona và Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan ngắt mạch hai trận liên tiếp không giành được chiến thắng tại La Liga. Trận đấu tiếp theo của Barcelona tại La Liga là trận đấu với Las Palmas vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.